số mình khổ nên gặp cái ông chồng như này, số mình khổ nên là đứa con hư như thế này, số mình khổ nên là gặp mẹ chồng như thế này, số người ta sướng người ta được gặp cái ông kia, người ta được gặp cái bà kia, người ta lấy được cái người này, người ta lấy được cái người kia, số mình khổ nên là mình mới phải lấy cái ông này, số mình khổ nên là mình mới như thế này như thế kia. Hầu hết chúng ta không chịu học. Biểu hiện của không học là gì? Là đổ lỗi. Cuộc đời này trao cho mình nỗi đau và vấn đề thông qua con người và tình huống. Vì thế tất cả những người bạn gặp trong cuộc đời này là những người bạn phải gặp. Bởi vì họ đang mang đến cho bạn những bài học lớn lao. Không thừa và không thiếu đâu. Vũ trụ này không dạy bạn thừa cái gì cả và không dạy bạn thiếu cái gì cả. Vũ trụ này dạy cho bạn những thứ bạn đang cần nhất, nên là mới ship cái con người đấy đến gặp bạn. Sao không phải là con người khác mà lại là con người đấy? Đó là bạn đang rất cần họ luôn. Nên là đừng có bảo số mình đen mình gặp cái thằng này. Không, vừa khít khìn khịt với bạn luôn. Nên là những người bạn gặp trong cuộc đời là những người bạn phải gặp, là những người bạn cần gặp, là những người vừa khít với bạn luôn. Họ đang mang đến cho bạn bài học mà bạn cần, đang rất cần trong cuộc đời này đấy. Cả những người làm bạn vui, cả những người làm bạn sướng, cả những nào người làm bạn khổ đau là vừa khít khìn khịt với bạn luôn. Vũ trụ không dạy bạn thừa cái gì cả, không dạy bạn thiếu cái gì cả, dạy bạn thứ bạn đang cần nhất. Nên là tất cả những con người, những tình huống đến với cuộc đời của bạn đều mang cho bạn bài học. Bài học. Cả những người mang cho bạn niềm vui, cả những người mang cho bạn nỗi đau. Nhưng rất nhiều người không chịu học. Và mình đổ lỗi cho số mình đen gặp cái thằng này, số mình khổ nên gặp cái ông chồng như này, số mình khổ nên là đứa con hư như thế này, số mình khổ nên là gặp mẹ chồng như thế này, số người ta sướng người ta được gặp cái ông kia, người ta được gặp cái bà kia, người ta lấy được cái người này, người ta lấy được cái người kia, số mình khổ nên là mình mới phải lấy cái ông này, số mình khổ nên là mình mới như thế này như thế kia. Hầu hết chúng ta không chịu học. Biểu hiện của không học là gì? Là đổ lỗi. Đổ lỗi cho thời thế, đổ lỗi cho thời tiết, đổ lỗi cho xã hội, đổ lỗi cho cha mẹ, đổ lỗi cho những người xung quanh, đổ lỗi cho đủ thứ trừ mình, đổ lỗi cho cả thế giới trừ mình. Nên khi bạn đổ lỗi, đổ lỗi là một cách sống yếu hèn, đổ lỗi là cách sống của người thất bại, đổ lỗi là bạn đang đẩy cái bài học cho người khác. Đáng lẽ cái bài học đấy là của bạn, nhưng mà bạn lại đi đẩy cho người khác rồi. Đổ lỗi là đáng lẽ cái viên kim cương đấy là của bạn, nhưng mà bạn cũng đổ cho người khác rồi. Đổ lỗi cái cơ hội trưởng thành, cái sức mạnh này đáng nhẽ là của bạn, nhưng bạn cũng đẩy cho người khác rồi. Nên đổ lỗi là bạn bị đúp, bạn không có tăng được level gì cả, bạn không có tăng được trưởng thành được tí nào cả. Nên đổ lỗi đồng nghĩa với việc bạn bị đúp. Đúp lên đúp xuống. Bị đúp. Thế thì bị đúp thì phải làm gì? Bị đúp lớp 5 thì phải học lại lớp 5. Bị đúp lớp 8 thì phải học lại lớp 8. Vậy thì bạn bị đúp cái con người này, tức là bạn chưa tốt nghiệp được họ. Bạn bị đúp cái tình huống này là bạn chưa tốt nghiệp được cái tình huống này. Thế nên cái tình huống này sẽ tái hiện lại, cái con người này cũng tái hiện lại. Tình huống và con người tái hiện lại để bạn học lại. Nhưng mà tái hiện cũng không biết cơ, ngốc lắm. Tái hiện thì lại bảo số mình đen thế chứ. Chỉ có đổ tại số thôi, lại đúp tiếp. Thế là cuộc đời cứ đúp lên đúp xuống, đúp mấy chục năm, cho đến khi gặp tôi mới bắt đầu trưởng thành.
Nhiều anh chị là như vậy đấy. Đúp bao nhiêu năm rồi? Đấy, ngần kia năm đúp, đúp lên đúp xuống. Thế mà cứ chê con mình học dốt. Bố đúp lên đúp xuống, mẹ đúp xuống đúp lên. Đúng không? Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.